Khanh kính chào khán giả của Người Việt TV đã đến với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay với anh Trần Nguyên Thắng. Nhanh kính chào anh Thắng. Chào nhất anh. Dạ, chương trình hôm nay thì chúng ta sẽ nói đến một thạch động rất nổi tiếng ở Âu Châu, đó là thạch động Porcia, phải không anh Thắng? Porcia nha. Dạ, thì trước tiên thì anh Thắng có, nhưng mà nói tới thạch động đó thì đầu tiên anh thắc mắc liền đó là nó nằm ở đâu và nó nằm ở quốc gia nào anh Thắng? Porcia nha có lẽ đối với người Việt Nam mình chắc ít người biết lên đó. Tại vì thực sự nó nằm ở một cái quốc gia rất là nhỏ. Dạ. Nhỏ có nghĩa là có một dịp chúng ta đã nói về cái đất nước là Croatia rồi đúng không? Yeah. Thì Croatia nó nằm trong cái liên bang Nam Tư cũ. Yeah. Và Slovenia cũng là một trong những cái tiểu bang cũ của cái liên bang Nam Tư. Yeah. Và cái Slovenia bây giờ nó cũng đã được độc lập và họ gọi là Cộng hòa Slovenia. Yeah. Và trong cái Cộng hòa Slovenia đó thì chúng ta tưởng nó nhỏ, không có gì để xem. Nhưng đây lại là một chỗ rất là nhiều cái thắng cảnh để chúng ta có thể đi du lịch. Yeah. Dĩ nhiên thì nói đến thắng cảnh thì nó có nhiều cái thắng cảnh. Thứ nhất là về cái thiên nhiên. Thiên nhiên của Slovenia thì đẹp lắm. Yeah. Dĩ nhiên ngay cá nhân tôi cũng chưa đi hết được cái Slovenia. Yeah. Mặc dù nó rất là nhỏ. Cái đất nước này nó chỉ có khoảng 20.000 cái số vuông thôi. Thành ra không phải là đất nước quá lớn. Yeah. Thế tuy nhiên thì đây lại là một trong những cái đất nước á. Nếu mà nói địa lý một chút xíu đó thì người ta có thể hình dung vậy. Nó bên phía đông của nó giáp Tây Bắc đó. Yeah. Thì nó giáp với nước Ý. Yeah. Còn bên trên nó là nước Áo. Còn qua bên phía đông của nó là nước Hungary. Yeah. Và bên dưới của nó là Croatia. Yeah. Thành ra mình thấy chung quanh nó bao bọc một những cái toàn đất nước của Âu Châu. Và cái đất nước này trong cái vị trí của nó như vậy, người ta gọi nó nằm thuộc về cái vùng Trung Âu. Nó cũng không hẳn là Đông Âu mà cũng không phải là Nam Âu hay là Bắc Âu gì cả. Yeah. Mà nó gọi là Trung Âu. Thì ở đây như tôi vừa trình bày đó, nó ngoài cái vị trí nó như vậy mà có một dịp chúng ta có thể nói chuyện trên trên đài của mình đó. Yeah. Thì mình có nói về cái dãy núi Alm đúng không? Yeah, đúng. Cái dãy núi Alm thì nó chạy suốt từ bên Pháp Monaco rồi nó chạy qua Thụy Sĩ, qua Áo nữa đúng không? Yeah. Và cái khúc dưới của nó thì nó cũng hơi vướng đến cái Slovenia. Yeah. Và khi mà cái dãy núi Alm nó đi qua như vậy đó, thì nó tạo ra một cái không gian thiên nhiên rất là đẹp cho những người nào thích đi ski, thích về hot spring, yeah. thích về resort, thích về núi. Yeah. Thì đó là những cái cảnh đẹp và hồ nữa. Thì đó là những cái cảnh vừa kể đó. Thì chúng ta thấy là nó nếu mà Thụy Sĩ, nếu mà Áo có những cái đẹp như thế nào thì Slovenia nó không thua gì hết. Nhưng mà nó có những cái nét đặc biệt khác hơn. Dạ. Và những nét đặc biệt khác hơn đó là những nét đặc biệt như thế nào anh Thắng? Tôi nói thí dụ như có thể về cái văn hóa nó cũng có những cái khác hẳn với những bên Âu Châu. Dạ. Bên các xứ của Âu Châu, Tây Âu hoặc là Đông Âu. Dạ. Còn nói đến cái nó khác biệt như thế nào đó, tôi nói thí dụ thôi để một cái văn hóa ở Slovenia đó, người ta lại tôn thờ cái hình con rồng. Ừ. Con rồng nó đó giống như là giống như châu Á của mình, giống như châu Á đó. Nhưng dạ. con rồng mình nhớ được rồng của Âu Châu đó, dạ. con rồng có hai cánh, dạ. đúng không? Nhưng mà đối với người Âu Châu thì con rồng nó tượng trưng cho sự ác, dạ. sự xấu chứ dạ. không phải là giống như bên Á Châu của mình là rồng là tượng trưng cho điều tốt, dạ. đúng không? Nó hai cái văn hóa khác hẳn nhau. Thế tuy nhiên chỉ có Slovenia họ có thể nhận cái hình tượng rồng để làm cái biểu tượng cho họ. Chẳng hạn như nếu mà Nhất Anh có đến cái thủ đô của Slovenia đó là Ljubljana. Yeah. Ljubljana chúng ta sẽ thấy cái hình tượng rồng rất là rõ. Hình mấy cái cầu đều có tượng con rồng có hai cái cánh đang bay lên. Thì đó là một cái đặc biệt của cái xứ sở Slovenia này. Yeah. Còn nếu mà nói những cái thắng cảnh thiên nhiên đó, thì lát nữa chúng ta sẽ đi đề cập như nhất anh từ đầu đó, yeah. là mình có dự định mình nói về một cái thạch động đúng yeah. không? Yeah. Thì Porcia là một cái thạch động rất là nổi tiếng tại Slovenia. Yeah. Mà khi du khách đến Slovenia, ngoài những cái chuyện mà đi thăm những cái cảnh mà người ta đã thích, còn cái cảnh mà cái hang động Porcia không đi là không được. Yeah. Và đó cũng là một cái điểm chính trong cái đất nước của Slovenia. Dạ, yeah. Thì nói tới Slovenia đó thì nó lại giống một chút xíu về Croatia là cùng là của thuộc Nam Tư cũ đúng không Minh Thắng? Đúng. Nó như vậy thì mình đi Croatia rồi mình đi Slovenia rồi thì mình có những cái gì nó có nét tương đồng nào với nhau không? Nó khác nhau. Dạ. Yeah. Mặc dù ngày xưa nó là nằm trong một cái chuỗi gọi là Vương quốc Nam Tư, yeah. trở thành Liên bang Nam Tư. Yeah. Nhưng mà những cái vùng đất đó nó vẫn là cái con người bản xứ của họ, nó vẫn có những cái đặc thù văn hóa khác nhau. Yeah. Thành ra mình đang ở bên Croatia, mình đi qua bên Slovenia mình đã thấy nó khác rồi. Yeah. Có lẽ cái từ cái dáng người, từ cái
cái sinh hoạt của nó cũng có lẽ có khác nhau. Trong tất cả những xứ ở châu mà đi qua, mà một cái đất nước mà cho tôi nhiều cái cảm tình, cũng như có cái những cái gọi là mình thấy được cái nền dân trí họ tương đối là cao đó, phải nói là Slovenia. Chẳng hạn như tôi đi dịp đi vào những cái shopping đó, những cái điện market, mình thấy người ta đẩy cái xe ra, và hầu như tôi để ý là người nào họ cũng lấy cái xe họ đẩy lại đúng cái chỗ cũ. Chứ họ không vứt bừa bãi ở ngoài chỗ parking như ở bên Mỹ chúng ta. Có nghĩa là ý thức của người dân bên đó cao hơn. Họ tương đối là họ có cái ngăn nắp và có sạch sẽ. Và cái đất nước dù nhỏ nhưng mà có nhiều cái văn hóa. Mà nếu chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ hiểu cái văn hóa của nó cũng khá lạ lùng. Nhất là đến thủ đô Ljubljana. Thế tuy nhiên thì bây giờ thì chúng ta nói đến một cái thạch động, đó là Postojna Jama. Postojna Jama tức là cái Jama có nghĩa là cave, là thạch động đó. Và đây là một cái thạch động mà như tôi vừa trình bày nãy, là chúng ta đến Slovenia mà chúng ta không đi cái này là một sự thiếu sót. Dạ, nhưng mà ví dụ như mình tới Slovenia thì mình sẽ tới thủ đô trước. Đúng thì rồi. Cái thạch động Postojna đó thì nó nằm ở ngay trong thủ đô luôn hay là nó nằm như thế nào anh Thắng? Dĩ nhiên chúng ta đến là phải đến thủ đô Ljubljana, hoặc là chúng ta đi bằng một chuyến đi hành trình dài đó, chúng ta có thể đi từ dưới đất nước Croatia đi lên, hoặc là chúng ta đi từ bên Italy đi xuống, hoặc là chúng ta đi từ bên Áo đi xuống, hoặc là chúng ta đi từ Hungary đi qua, tùy theo cái hướng nào mình đi tới. Nhưng mà dĩ nhiên đi tới như vậy đó, thì cái đầu tiên là ai cũng sẽ đến cái thủ đô Ljubljana trước. Và từ cái thủ đô Ljubljana đó, chúng ta đến với cái thạch động Postojna này đó, nó chỉ cách hơn khoảng 55 cây số thôi, thành ra chỉ có 1 tiếng đồng hồ chạy xe thôi, thành ra không quá xa. Nhưng mà đây là một cái khu vực rất là yên bình. Phải nói thêm một chút xíu nữa, trở lại cái đất nước Slovenia. Đây là một cái đất nước mà tôi có trình bày là đất nước nhỏ, nó chỉ có 20.000 cây số vuông thôi, thành từ một đất nước không có gì lớn cả. Còn dân số họ chỉ có khoảng hơn 2 triệu, có 2 triệu dân thôi mà sống trên một cái vùng đất như vậy. Và cái thủ đô Ljubljana đó, nó chứa tới 500.000 dân. Đó. Còn tất cả là thí dụ là 1 triệu người dân mà chia ra tất cả mọi nơi như vậy đó, thành ra mình thấy đời sống của đó tương đối là dân cư không có đông đúc, thành ra nó rất là dễ chịu, thoải mái, nó ôn hòa và ôn hòa và êm đềm lắm. Có lẽ trong cái Liban năm từ cũ tôi chưa đi xuống dưới Bosnia cũng như Serbia, nhưng mà qua cái hình ảnh của nó đi so sánh với Croatia đó, thì tôi thấy cái khu vực của cái đất nước Slovenia nó họ cao hẳn lên. Tại vì nói thêm một cái nữa là Slovenia là một cái nước duy nhất trong cái Liên bang năm tư cũ mà đã đi vào Liên hiệp Âu Châu. Và Slovenia được dùng đồng tiền euro để mà sử dụng trong cái đất nước của mình. Thì khi mà một đất nước đã được sử dụng cái đồng tiền euro rồi đó, tức là họ phải tự tin cái nền kinh tế của họ cao. Và cái sức mạnh về kinh tế họ phải có thì họ mới dám vào. Và đó cũng là một trong những cái điểm mà chúng ta cần phân biệt một chút xíu về cái đất nước Slovenia này. Đó là một trong những cái tip mà anh Thắng vừa rồi, trong một chương trình vừa rồi mình cũng có nói, là khi mà mình đi du lịch Âu Châu ấy, không phải lúc nào nước Âu Châu nào cũng dùng cái đồng tiền đó đâu, đúng không? Đồng tiền chung của nhau đâu. Mà nên là du khách cũng phải chú ý về đúng cái chuyện đó, đúng không ạ? Đúng. Cảm ơn Thắng rất là nhiều và hẹn quý vị trong phần 2 tiếp theo. Nhất Anh kính chào khán giả của Người Việt TV đã quay lại với chương trình Thế Giới Trong Tầm Tay ngày hôm nay với một đất nước đó là Slovenia, và chương trình ngày hôm nay thì mình đang nói tới thạch động Postojna. Postojna là một cái thạch động là theo cái gọi là mình đọc trong những tài liệu hoặc là chúng ta đi qua tận nơi thì đều được cái người hướng dẫn hoặc nói về cái thạch động này. Đây là một cái thạch động rất là lớn ở Âu Châu. Và nó, nếu chúng ta trong tài liệu chúng ta coi thì nó là cái thạch động lớn thứ hai ở bên Âu Châu, và nổi tiếng là cái thạch động đẹp thứ hai ở bên Âu Châu. Và nó rất là dài. Nó dài lắm, nó dài tới hơn 24 cây số. Tức là nếu mà mình vào trong đó mình đi mà 24 cây số là mình đi chắc cũng không có phải ngắn ít giờ được đâu. Thế tuy nhiên thì đây là một cái thạch động đã được người ta khám phá từ thế kỷ thứ 19. Đầu thế kỷ 19 người ta đã khám phá ra được. Và mãi cho đến cuối thế kỷ thứ 19 thì bắt đầu cái tour du lịch được đi vào trong hang động và thạch động để mà chiêm ngưỡng cái đẹp của cái thạch động này. Cái lý do mà được vào đó để xem đó là một vị vua của nước Áo. Cái lúc đó gọi là nước Áo, nhưng thực sự cái vị vua đó là ông là hoàng đế của đế quốc Áo Hung. Đó. Mà
Slovenia với Croatia ngày xưa cũng nằm trong cái đế quốc Áo Hung luôn, thành ra nó vẫn nằm trong cái tôi gọi là cái phần đất cai trị của vị hoàng đế đó. Ông ấy tôi nhớ là tên là Francis đệ nhất, và ông đã đến thăm cái này, và nhờ ông đến thăm cái này mà cái thạch động nó được, là lúc đó là cái thủ đô chưa có điện mà nhưng mà thạch động có điện rồi. Tức là người ta tại phải sao? Tại sao người ta phải làm cái thạch điện để được chiêm ngưỡng cái đẹp của nó trong đó. Rồi sau đó mới đến thủ đô, tại vì phải nói đến là cuối thế kỷ thứ 19 thì thế giới này bắt đầu mới có điện. Đó. Thì đó là một trong những cái thấy cho chúng ta thấy được cái hình ảnh nó đẹp như thế nào mà để đến một vị vua Áo, hoàng đế Áo là phải đích thân đi xuống để mà du ngoạn của nó. Vậy thì cái cảm nhận đầu tiên của anh Thắng khi mà nhìn thấy cái thạch động là anh Thắng có cảm nhận như thế nào? Cái thạch động bây giờ mình phải nói như thế này. Khi chúng ta đi vào cái thạch động đó là mình chưa có thể hình dung được nó như thế nào đâu. Nhưng mà dĩ nhiên ngày nay cái thạch động đi vào du ngoạn trong cái thạch động và đi vào thăm cái hang động Postanya đó thì chúng ta được thoải mái rất là nhiều rồi. Tại vì như tôi vừa trình bày đó, người ta đã làm cái đường dài thì trong đó tới hơn 5 cây số. Nhưng mà mình đó. Nếu mà du khách đi thì phải đi bộ hay sao? Nếu mà đi bộ chúng ta nhất anh có thể hình dung, nếu chúng ta đi 5 cây số là chúng ta phải đi lên dốc xuống dốc thì và hơn 1 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ mới vào tới nơi. Thành ra không có ai đi như vậy được. Thành ra bây giờ người ta đã làm một cái train nhỏ giống trong Disneyland đó. Chúng ta ngồi trên train nó kéo vào trong. Thành ra khi chúng ta vào cái cửa thạch động đó là chúng ta phải lên một cái train để nó kéo vào trong. Chúng ta phải đi đến 15-20 phút đó chúng ta mới vào tới nơi được. Và khi mà vào tới nơi rồi thì chúng ta mới bắt đầu có hướng dẫn viên họ cho mình xuống bắt đầu đưa mình đi du ngoạn trong đó. Và dĩ nhiên cái group nào nói tiếng Anh thì có cái group bằng tiếng Anh nói, người group nào nói tiếng Pháp, người group nào nói tiếng Nhật, người group nào nói tiếng Hy Lạp chẳng hạn. Thì đều có người hướng dẫn riêng để mà họ đưa chúng ta đi thăm. Và dĩ nhiên họ tổ chức như vậy đó, cái mục đích là họ không muốn để chúng ta thất lạc ở trong đó. Tại vì quả thực trong đó mà chúng ta lạc là chúng ta là cũng, khó tìm ra. Cũng khó tìm ra chứ không phải dễ đâu. Và chúng ta cũng không biết là đường đi lên, đi xuống như thế nào. Tại vì trong cái thạch động Postanya đó, nó là một thạch động lớn và được người ta gọi là sửa sang trùng tu lại để cho du khách có thể đi trong đó để xem những cái hình thù kỳ dị của những cái tảng đá, của những cái thạch nhũ, của những cái đá vôi nó được hình thành như thế nào. Phải nói thêm là cái thạch động mà Postanya, người ta tính ước lượng là cái thạch động nó có tuổi là 2 triệu năm rồi, hơn 2 triệu năm. Thì cái bên trong lòng của nó toàn là đá vôi không à. Mà khi nó đã vôi như vậy thì nước bắt đầu đục khoét được các đá vôi ra và nó để trở lại thành một cái hang động rất là lớn trong lòng đó, trong lòng núi. Tại vì nói chúng ta hình dung, khó hình dung là mình tưởng cái thạch động là dưới đất không, nhưng đây nó nằm trên một cái cao nguyên và nó cao hơn 500 mét lượng và nó đi vào trong cái lòng núi và trong lòng núi là trống hết. Và cái lòng núi đó là nó được gọi là đất, được nước với đất sét với đá vôi đó nó tụ lại với nhau và nó soi mòn để trẻ lại những cái hình thù rất là đặc biệt. Có những hình thù trông xa giống như là những viên kim cương lớn vậy đó, tỏa óng ánh lên, hoặc là những cái giống như thạch anh vậy đó. Nhưng mà đồng thời thì có những cái khu vực được cái nước nó đọng lại đó, trong vắt, chúng ta thấy là nước cũng trong luôn hả anh? Nước trong vô cùng. Chúng ta nhìn qua chúng ta tưởng không phải là nước, nhưng mà thực sự khi chúng ta nhúng tay xuống thì chúng ta thấy đáy ở dưới. Thành từ đó là một trong những cái đặc biệt của cái thạch động Postanya. Và dĩ nhiên qua những cái video clip ấy, chúng ta sẽ thấy quý vị khán thính giả có thể xem được một phần nào những cái đẹp của Postanya. Dĩ nhiên đi vào trong đó thì hang động là tối, thành ra cái hình ảnh mà có quay video hoặc là chụp hình đó cũng rất là khó khăn. Thành thử cái đó là muốn mà để đưa những cái video clip cho khán thính giả xem thì chắc chắn là phải có những cái video clip của họ hoặc là những cái gì mà chúng ta có được thì chúng ta có thể giới thiệu đến quý vị khán thính giả xem cái Postanya bên trong nó như thế nào. Thì nói tới Slovenia thì người ta sẽ nói ngay tới thạch động. Đúng vậy. Postanya. Thì ngoài cái thạch động là cái địa điểm nổi tiếng nhất thì ở Slovenia còn có những gì để đi được không anh Thắng? Nhưng mà trước khi trả lời câu hỏi của Nhất Anh á, thì tôi cần nói thêm cho nữa. Và đặc biệt ở trong cái Postanya Jama, tức là cái thạch động đó, người ta tìm ra một cái con, nó gọi bây giờ người ta gọi nó là Postanya Dragon, tức là con rồng Postanya. Và người ta gọi có cái tên cúng cơm của nó là Baby Dragon, hoặc là người ta có thể gọi nó là
human fish, Yeah. tại vì nó có nhiều cái tên gọi, nhưng mà tại sao họ gọi như vậy? Tại vì nó có lý do của nó. Dạ, có câu chuyện đằng sau như thế nào anh Thắng? Cái con đó lại mình mới đầu mình nhìn qua mình giống, nó tưởng nhớ một con thần lằn đấy, Dạ. nhưng mà nó rất là dài, nó dài khoảng có thể tới 20 cm, 30 cm, Dạ. 30 cm đó. Và khi mà nó dài như vậy đó, nó đi trong bóng tối không, cái con đó là đặc biệt là nó không có mắt, Dạ. và cái da của nó đó mình có thể nhìn thấy xuyên qua cái da, thấy máu nó chạy ở trong đó, Cái giống như là đúng da trong suốt hả anh da Thắng? trong suốt vậy đó. Và Dạ. mình có thể nhìn, dĩ nhiên là họ để với cái, người ta bắt được những cái con này, người ta để trong cái hang động đó, và người ta để trong cái hồ cho mình xem, để Dạ. cho mình thưởng ngoạn. Và dĩ nhiên người ta chống chụp hình, chống chống flash, tại vì có thể làm tổn hại cái giác quan của nó. Dạ. Thì đây là một cái loại, nó gọi là loại rồng của khu vực này, thì nó lấy cái tên cái thạch động là Bosnia Dragon đó. Dạ. Và đây là một trong những cái con vật rất là đặc biệt Thật của cái khu vực đó sự là không có, nếu mà anh Thắng không kể thì anh cũng không biết đó là cái động vật đó là như thế đó. nào luôn. Thành ra Dạ. nó có 4 chân nha, giống như Dạ. thằn lằn mà, Dạ. nhưng mà chân trước của nó có 2 ngón thôi, mà chân sau 3 ngón nữa. Dạ. Và nó chỉ bò, và nó dùng cái giác quan đặc biệt của nó để nó săn mồi. Và đặc biệt nữa, mà con này tôi nghĩ nếu mà giống mình, con người mình mà giống con này đó, là Dạ. mình sẽ không chiến tranh, mình không đánh nhau bây giờ đó. Tại sao vậy anh Thắng? Tại nó không Không có cần thể ăn, dùng. Ờ, nó không không cần cần ăn. ăn, nó ăn có Dạ. thể mấy năm liền nó không cần ăn mà nó vẫn sống Dạ. đó. Và nó cứ nằm trong bóng tối vậy thôi. Thành ra đó là một cái sinh vật rất là Nếu mà lạ. nó không ăn thì mấy năm mới ăn một lần thì anh đang không biết là nó sẽ ăn cái gì anh Thì Thắng. nó cái đó là cái câu hỏi của những nhà nghiên cứu thôi. Dạ. Còn chúng ta biết đến nơi thì chúng ta nhìn được những con đó, mà nó đi bò rất là chậm chạp, và nó là di chuyển từ những cái đá này sang cái tảng đá nọ, và nó sống trong những cái khe đen tối đó, tại vì nó không có mắt thì nó không có cần ra ánh sáng. Và thứ Dạ. nhất là cái da của nó có thể bị dị ứng với cái ánh nắng, thành Dạ. ra không bao giờ nó là nắng cả. Dạ. Và điều đó cho chúng ta thấy là ở Bosnia, ngoài cái chuyện thạch động, chúng ta còn thăm được những cái một cái sinh vật rất là lạ đó. Dạ. Và đồng thời thì sau Bosnia chúng ta đến thăm thủ đô Ljubljana, và nếu quý vị còn có nhiều thời giờ, rất là nhiều thắng cảnh, có những cái cảnh rất là nổi tiếng của Slovenia nằm trong UNESCO mà chúng tôi chưa có đề cập tới, đều nằm trong cái đất nước Slovenia hết. Dạ, vậy thì hẹn anh Thắng trong một chương trình khác thì anh có thể giới thiệu nhiều hơn cho những anh cũng như khán giả của Người Việt TV. Cảm ơn anh Thắng đã Cảm với ơn chương Nhất trình Anh. lần này.